Thưa quý vị, phiên tòa xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội hôm nay đã chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo. Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Á, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án là 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp đề nghị hình phạt chung đối với bị cáo Phan Quốc Việt là từ 25 đến 26 năm tù. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức án gồm bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá quân đội, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, từ 11 đến 13 năm tù. Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ, 15 năm tù. Nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị đề nghị các mức án từ 3 năm đến 8 năm tù.